Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hạnh thông. Bước sang tháng 6 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 6 năm 2021 âm lịch của tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, gia đạo mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. trong mắt mọi người, tuổi tân dậu như biểu tượng của cán cân công lý. Bởi tuổi tân dậu luôn luôn tìm kiếm sự hòa hợp công bằng dù trong công việc hay đời sống hàng ngày. Tuổi dậu mệnh mộc là những người hòa hợp thân thiện và có nhiều nguyên tắc trong cuộc sống. Họ đặt ra cho mình nhiều mục tiêu nhưng lại rất thực tế, không quá xa vời. Họ không ưa mạo hiểm, thử thách bản thân. Họ chỉ làm những việc phù hợp, vừa sức mình. Bên cạnh đó những người tuổi Tân Dậu mệnh Thạch Lựu Mộc cũng là mẫu người đa tài, họ giỏi nghệ thuật hội họa, văn chương nhưng cũng khéo quản lý tài chính hay các hoạt động thương mại. Yêu cái đẹp nhưng cũng rất thực tế và ham kiếm tiền, chính vì lẽ đó nên đôi khi họ thường phải lựa chọn, cân nhắc giữa hai mặt. Trong chương trình ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Dậu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay là không? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay nhé. 1. Tổng quan tử vi tuổi Tân Dậu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Đặc điểm nổi bật trong tính cách của tuổi Tân Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy, đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng như những gì đã nói họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ người sinh năm tân dậu rất ghét tính không thành thật hoặc sự nhạo báng dưới bất cứ hình thức nào nhưng đánh lừa được họ cũng chẳng phải chuyện dễ bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo cô chú là người thích đám đông thích nói chuyện hay vui đùa biết cách hóa giải không khí căng thẳng giữa mọi người Cô chú là người coi trọng hạnh phúc gia đình, tuy rằng đôi khi gia đình khiến bản thân mình cảm thấy nặng nề nhưng bản tính nhẫn nại, dịu dàng cùng nguồn sinh lực dồi dào có thể giúp cô chú vượt qua tất cả. Yêu và được yêu là điều mà tuổi Tân Dậu luôn hướng đến. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2021, cô chú tuổi Tân Dậu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Cô chú biết dung hòa thời gian giữa công việc và thời gian cho bản thân mình. Công việc sẽ đạt được những thành tựu nhất định vì vậy tiền lương và tiền thưởng không phải là ít. Cô chú cần chú ý quan tâm đến sức khỏe nhiều hơn. Tân âm kim gặp ất âm mộc nên được gọi là thất sát, trong tháng này các gia chủ tuổi Tân Dậu nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề khiến mọi chuyện tốt đẹp yên bình. Bên cạnh đó trong năm 2021 Thái Tuế là Sửu để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên cô chú hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho cô chú tuổi tân dậu sinh năm 1981. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. 2. Vận trình tháng 6 âm lịch của tuổi tân dậu qua từng phương diện. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của cô chú tuổi tân dậu không khởi sắc trong tháng 6 âm lịch. Cô chú có thể bị tiểu nhân hãm hại, dèm pha khiến cô chú khó có thể thể hiện được khả năng thực tế của mình, để lỡ mất cơ hội học hỏi, thăng tiến. Hãy hết sức giữ bình tĩnh, chớ nghĩ đến việc làm hại người khác, bởi làm vậy là có hại cho chính mình. Xem tử vi 2021 tháng 6 âm lịch đường công danh sự nghiệp của cô chú tuổi Tân Dậu không được thuận lợi cho lắm. Bản mệnh hay thay đổi, không xác định được rõ ràng mục tiêu của mình, hễ thấy khó khăn là dễ lùi bước nên không đi được đến bước cuối cùng. Cô chú thiếu sự kiên trì và quyết tâm, khiến cho công việc có phần bấp bênh, không được ổn định cho lắm. Những người tuổi Tân Dậu cần phải xác định lại mục tiêu, phương hướng phát triển sự nghiệp của mình, nếu không e rằng sẽ chỉ dậm chân tại chỗ, thậm chí là đi lùi nữa chớ nên đưa ra bất cứ quyết định nào vội vàng, cần phải bình tĩnh để có lựa chọn sáng suốt nhất. Bước đường sự nghiệp càng khó khăn thì càng phải thận trọng hơn. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các cô chú hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị dậu sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy ra cắt trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các cô chú tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc theo tử vi tài lộc cô chú tuổi tân dậu năm 2021, tài chính của cô chú không có nhiều biến động trong tháng 6 âm lịch, tuy nhiên, bản mệnh cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra những quyết định đầu tư, tránh tình trạng bị tiểu nhân hãm hại, dèm pha, để lỡ một cách đáng tiếc những cơ hội để phát triển. Bản mệnh tiêu nhiều tiền cho những thói quen phù phiếm, những sở thích có phần hào nhoáng quá mức, không thích hợp với điều kiện hiện tại của bản thân đó là chưa kể đến chuyện công việc của cô chú tuổi tân dậu trong tháng 6 này khá bấp bênh, thu nhập cũng không được ổn định, cứ mãi, bóc ngắn cắn dài thì chắc chắn sẽ có lúc lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần vay mượn khắp nơi. Cô chú cần phải lập lại kế hoạch tài chính cho mình, giảm bớt những chi phí không thích đáng. Cần phải nhìn xa trông rộng, đừng dễ dàng thỏa mãn bản thân mình mà về sau lại phải hối hận. Để nắm bắt được cơ hội tốt trong thời gian này này thì cô chú tuổi tân dậu cần mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật bát bảo tâm kinh. Pháp khí sẽ chiêu tài lộc tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Đồng thời pháp khí sẽ giúp cô chú xua đuổi những vận xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn trong trong năm. Thứ ba, về mặt tình cảm gia đạo. Theo tử vi 2021 tháng 6 âm lịch này phương diện tình cảm của cô chú tuổi Tân Dậu có nhiều biến động. Cần tránh thái độ ghen tuông quá mức khiến đối phương thấy mệt mỏi, dẫn đến mâu thuẫn không đáng có cô chú tuổi tân dậu đã kết hôn có nhiều sự thay đổi cuộc sống gia đình thường xuyên vì lý do kinh tế mà xảy ra cãi vã đặc biệt các đôi vợ chồng trẻ thường hay cố chấp ít chịu lắng nghe dễ dẫn đến tình trạng đồng sàng dị mộng vậy nên hai vợ chồng cần phải bao dung và lắng nghe đối phương nhiều hơn từ đó tránh được ảnh hưởng tiêu cực từ các sao xấu bản mệnh đang dồn quá nhiều thời gian và tâm sức cho công việc dù cô chú có muốn quan tâm đến gia đình thì có khi cũng lực bất tòng tâm quá mệt mỏi và áp lực khiến cho cô chú tuổi tân dậu dễ mất kiên nhẫn nổi nóng với người thân của mình bên cạnh đó tháng này trong gia đình sẽ có chuyện vui có thể một chuyến du lịch ở nơi xa đây là cơ hội để gia tăng tình cảm gia đình cải thiện mối quan hệ của các thành viên hơn cô chú cũng nên dành thời gian nhiều hơn để tâm sự chia sẻ tâm tình với người bạn đời của mình để giải quyết các mâu thuẫn và những hiểu lầm đáng tiếc giữa hai người là bậc làm cha làm mẹ hãy là những tấm gương tốt để con cái noi theo để kích hoạt vận đảo hoa, thầy gia cát khuyên cô chú tuổi tân dậu hãy mang bên mình pháp khí Tam hợp quý nhân, tị dậu sửu. Với năng lực Tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ thiên địa nhân hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời giúp những cô chú đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong năm tân sửu. Thứ tư, về mặt sức khỏe Tử Vi tháng này cho rằng tháng 6 âm lịch có thể một số việc ngoài ý muốn có thể xảy ra nếu cô chú tuổi tân dậu không cẩn thận. Đây là điểm báo tai nạn bất ngờ. Khi làm việc cô chú không được làm quá sức khiến khả năng tập trung bị giảm sút, dễ bị sai giấy tờ, hơn nữa khi xuất hành xa cũng phải cẩn trọng. Nếu có thể thì nên để người khác cầm tay lái. Để tinh thần ổn hơn thì bản mệnh nên dành nhiều thời gian hơn cho việc nghỉ ngơi. Không những thế, cô chú cũng nên nghiêm túc xem lại và điều chỉnh chế độ ăn uống, tập luyện. Cô chú tuổi tân dậu sinh năm 1981 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các cô chú tuổi tân dậu sinh năm 1981. 3. Ngày cát lành và ngày đại kỵ trong tháng 6 âm lịch đối với tuổi tân dậu tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 6 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6 năm 2021 tức ngày 10 tháng 7 năm 2021 đến ngày 7 tháng 8 năm 2021 dương lịch. Tháng Ất Mùi có nạp âm là Sa Trung Kim. Tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão và hợi thành mộc. Cục, sung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi tân dậu trong tháng 6 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày thứ nhất là ngày âm lịch 9 tháng 6 năm 2021, tức ngày 18 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Đinh Mão, có nạp âm là Lô Trung Hòa. Thứ hai là ngày âm lịch 21 tháng 6 năm 2021, tức ngày 30 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Kỷ Mão, có nạp âm là Thành Đầu Thổ đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi tân dậu trong những ngày này mệnh chủ cần phải hết sức chú ý tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết không nên vung tay quá chán đồng thời để công việc thành công may mắn kích công danh tài lộc tình duyên các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo đồng thời nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe gia chủ và tăng cường vận khí giúp gia chủ đón tài lộc nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp ngoài ra trong tháng còn có một số ngày cắt lành để cô chú tuổi tân dậu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình cô chú đều hết sức thuận lợi đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc Thứ nhất là ngày âm lịch 10 tháng 6 năm 2021 tức ngày 19 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Mậu Thìn, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 22 tháng 6 năm 2021 tức ngày 31 tháng 7 năm 2021 dương lịch có nạp giáp là Canh Thìn, có nạp âm là Bạch Lạp Kim. Quý vị thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ vận trình tử vi của tuổi Tân Dậu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.